Bạn ở trong một buổi họp hay là trong một buổi hẹn hò và bạn vô tình nhìn xuống và oops, bạn chợt nhận ra là không biết từ bao giờ lách áo của bạn bây giờ không khác gì là một đầm lầy nước. Chiếc áo đẹp mà bạn mất công lựa chọn cho ngày hôm nay cuối cùng lại trở thành kẻ tố cáo bạn với tất cả mọi người rằng: ê, tao là đứa ra nhiều mồ hôi nách này. Ê, chúng mày coi chừng, tao là đứa bị hôi nách này. Bạn chợt cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng, hai cánh tay của bạn thu gọn lại kẹp sát vào người. Bạn không dám nói to, không dám cử động vì sợ để lộ vùng nách ướt sũng của mình. Chưa kể đến việc bạn còn không biết nó có mùi hay không nữa. Nếu lỡ mà có rau mùi thì chắc là bạn xấu hổ chết mất. Đã bao giờ bạn ở trong tình huống như vậy chưa? Nếu rồi thì bạn không hề cô đơn đâu. Khoảng 1/3 dân số thế giới phải chịu đựng chứng da nhiều mồ hôi. Da nhiều mồ hôi khiến cho chúng ta cảm thấy kém tự tin, ngại ngùng trong giao tiếp, trong công việc. Nhiều người không dám thuyết trình, không dám tiếp xúc với mọi người chỉ bởi vì sợ cảm giác bị kỳ thị. Nếu như bạn cũng phải chịu đựng hậu quả của việc da nhiều mồ hôi, đặc biệt là ở vùng nách, thì trong video này chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho vấn đề này. Ok, let's go. Đây là một sự thật không mấy tự hào về tôi, đó là tôi ra rất nhiều mồ hôi. Nhưng trớ trêu ở chỗ lại toàn ra mồ hôi nách. Không cần phải vận động nhiều, không cần phải chạy nhảy hay là tập thể dục. Tất cả những gì mà nách của tôi cần chỉ là một chút ánh nắng lung linh là quá đủ để cho từng sợi lông nách của tôi óng ánh lên những giọt mồ hôi. Bạn có biết cái kiểu thời tiết mùa đông của Hà Nội khi mà ngoài trời thì lạnh có mười mấy độ nhưng mà vẫn nắng chang chang hay không? Nghĩa là chỉ cần như vậy thôi là đủ để nách của tôi khóc sướt mướt ra hẳn vài lớp áo rồi. Và như bạn đã mường tượng ra, không biết bao nhiêu lần tôi cảm thấy xấu hổ vì mồ hôi ướt áo và cũng không biết bao nhiêu lần tôi phải vứt bỏ đi những chiếc áo mà tôi yêu thích bởi vì chúng bị ố vàng hoặc là bị ám mùi mồ hôi. Mà cái mùi mồ hôi nó còn quyện vào cái mùi của mấy loại lăn nách thì nó cứ phải gọi là vừa thơm nhưng mà lại vừa khắm. Tôi đã thử gần như tất cả những phương pháp được quảng cáo trên thị trường. Nào là dùng lăn khử mùi dạng bột, rồi dùng lăn khử mùi dạng nước, rồi lăn khử mùi ngăn tiết mồ hôi nách, rồi thử mặc cả áo lót trong, rồi dán cả cái miếng lót thấm mồ hôi nữa. Những sản phẩm lăn nách hay là xịt nách thì có thể làm giảm bớt mùi hôi nhưng mà không thể ngăn được mồ hôi nách của bạn làm ướt áo. Miếng dán thấm mồ hôi nách thì cũng có chút tác dụng thấm mồ hôi nhưng lại dễ tuột, và hơn nữa đàn ông đeo nó thì trông nó khá là kỳ kỳ. Còn mặc áo lót trong thì thông thường không ăn thua. Với người da mồ hôi bình thường thì áo lót trong còn thấm hút được, chứ còn da nhiều mồ hôi một chút là mồ hôi thấm xuyên luôn cả áo lót trong, thấm luôn ra áo ngoài. Chưa kể để thấm hút mồ hôi tốt thì đa phần các loại áo lót mặc trong đều được làm bằng sợi cốt tông bởi vì giá thành rẻ. Tuy nhiên nhược điểm của sợi cốt tông đó là giữ nước, thấm hút mồ hôi nhanh nhưng cũng giữ mồ hôi, làm cho mồ hôi khó bị bay hơi. Thế nên nếu như bạn mặc áo lót trong bằng vải cốt tông trong khoảng thời gian dài thì thường sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là mồ hôi sẽ thấm luôn ra cả lớp áo ngoài, và hai là bản thân cái áo lót cũng rất hôi. Rất bất tiện nếu như mà bạn phải đi làm cả ngày. Chắc là chỉ còn mỗi phương pháp phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi nách là tôi chưa thử, mà chắc là cũng không dám thử. Gì chứ đụng vào dao kéo, lỡ có vấn đề gì thì chắc là ân hận cả đời mất. Tất cả chỉ được giải quyết cho đến một ngày tôi tìm được một loại áo lót đặc biệt mà tôi tạm gọi nó là áo lót chống thấm mồ hôi nách. Áo lót này đặc biệt ở chỗ đó là vùng nách của nó thì sẽ được thiết kế 3 lớp. Lớp áo vải trong này thì được làm bằng sợi vải thấm hút mồ hôi rất tốt. Dù bạn có ra bao nhiêu mồ hôi đi chăng nữa thì nó cũng sẽ nhanh chóng thấm vào lớp áo trong này. Tiếp theo đó là lớp lót giữa, được làm bằng loại vải chống thấm nước đặc biệt. Đây, ở vùng này sẽ có một cái lớp rất là mỏng, nó sẽ chống thấm nước. Nghĩa là dù bạn có ra bao nhiêu mồ hôi đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chỉ bị thấm vào lớp áo trong nhưng không bao giờ thấm qua được lớp áo ngoài. Chưa hết, lớp lót này còn được làm bằng công nghệ ngăn mùi,
nó sẽ làm giảm bớt rất nhiều mùi hôi thoát ra khỏi vùng nách của bạn. Nếu như bạn sử dụng lăn khử bụi kết hợp với chiếc áo này thì không còn lo sợ chuyện có người kỳ thị bạn vì vấn đề mồ hôi hay là mùi hôi nách nữa. Còn thân áo thì được làm bằng vải sợi model cao cấp. Đây là loại vải đắt tiền, có nguồn gốc từ gỗ cây sồi, có tính kháng khuẩn cao. Chất vải sẽ rất mềm, mịn và co giãn, chứ không cứng và dễ nhăn như là vải cốt tông. Vải model này thấm hút mồ hôi nhanh gấp rưỡi so với vải cốt tông, vì thế bạn có thể mặc nó thoải mái cả mùa hè mà không sợ nóng. Hơn nữa, sợi vải model hơn vải cốt tông ở chỗ đó là nó thấm hút tốt nhưng lại thoát ẩm nhanh. Mồ hôi sau khi thấm vào sẽ thoát hơi rất nhanh, không có hiện tượng đọng nước như là vải cốt tông. Vì thế không có hiện tượng bạn đi làm đến trưa chiều thì áo lót bắt đầu có mùi hôi vì bị mồ hôi ứ đọng. Từ lúc biết đến loại áo này thì tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi diện trang phục, đặc biệt là áo sơ mi và áo tay dài. Ví dụ như là áo len chẳng hạn, vì nó làm chiếc áo này làm ngăn mồ hôi thoát ra làm ướt áo, và thứ hai là nó bảo vệ trang phục của tôi khỏi những vết ố vàng và mùi khó chịu khỏi bị mồ hôi ám vào. Nếu bạn sử dụng sơ mi hay là áo tay dài nhiều, nếu như áo màu trắng thì vùng nách sẽ bị ố vàng, nếu như màu khác thì vùng nách sẽ bị đổi màu, cứng lại và có mùi như mùi hôi nách vừa như là mùi lăn nách, cảm giác rất là mất vệ sinh. Nếu bạn cũng bị ra nhiều mồ hôi như tôi, đặc biệt là mồ hôi nách mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, tôi khẳng định chiếc áo này sẽ là câu trả lời cho vấn đề của bạn. Đường link sản phẩm tôi sẽ để ở phần mô tả. Anyway, hy vọng bạn sẽ yêu thích sản phẩm này. À, ra mồ hôi thì nhắc đến vấn nạn hôi nách, tôi sẽ sớm có một video về chủ đề này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.